Xin chào mọi người. <laughs> em lại quay cho mọi người cây Mộc Hương ta hoa vàng hàng 1 tuổi nhá, phân khúc 1 tuổi nhá các bác nhá. Phân khúc 1 tuổi, hàng cao cây 70 phân đến 80 phân ạ. Cứ một bác vào xem nay thôi Chờ cho đông đông bác xem vào xem thì em thuyết minh nhỉ <laughs> à, Giới thiệu mọi người đây là vườn Mộc Hương 1 tuổi nhà mình Mấy nữa là mình sẽ xuất đánh cái vườn này Hàng này là hàng 1 tuổi thì nhiều bác vẫn thắc mắc là trồng từ cây giống 15k Nếu các bác nào theo dõi like của em thường xuyên ấy thì đã thấy em bán cái cây giống con con mà cao cây 7 phân đến 10 phân là hàng hàng 15k đấy Thì nhiều bác vẫn hỏi là trồng cái hàng 15k đấy thì bao lâu thì bán được thì cái hàng này chính là cái hàng mà trồng từ cái hàng uh, cây giống 15k Sau một năm thì nó sẽ như thế này Sau một năm thì nó thì là có thể xuất bán được hàng một tuổi Từ cây giống 15k nó có thể xuất bán hàng một tuổi Như cái hàng này bọn em đang bán nẻ là giá là 130k một cây Ship từ 10 cây <laughs> Tức là nếu mà các bác mua một nhiều mà đầu trăm ấy thì giá sẽ rẻ hơn chút xíu Từ đấy các bác có thể tự nhẩm ra nhá Tự nhẩm ra xem nó lợi nhuận các bác tự sẽ tự nhẩm ra lợi nhuận của các bác nhá nếu các bác mua về làm kinh tế từ cây giống 15k Hàng này em bán cho mọi người thì sẽ cao cây nó sẽ là cao cây 70 phân đến 80 phân ạ 20 này, 40 này, 60 này, 80 này Chiều cao cây sẽ là cao cây 70 phân đến 80 phân nhé mọi người nhé Cây này là cây giống, trồng từ cây giống 15k sau 1 năm nó sẽ được như thế này Thì cái hàng này em đang bán từ 10 cây đến 20 cây là, là 130k Các bác lấy đầu trăm sẽ là 110k Thế từ 100 cây là 110k Thì các bác từ đó suy ra các bác có thể suy ra Nó sẽ được giá như thế nào thì các bác sẽ tự tự tính được ra nhá Tự tính là hiệu quả mà cây này nó không trồng thì nó không hết hết nhiều công chăm sóc ạ Không tốn nhiều công chăm sóc ạ à, Cây nho thân gỗ to giá sao vậy em Cây nho thân gỗ to mà em quay cái clip em ăn ấy Cây đấy là giá 50, 50 triệu nhá Cây nho thân gỗ to giá 50 triệu Cây đến vanh của nó là 45-50 đấy Vanh 45 Nho thân gỗ thì em có cả hàng vừa vừa tiền nữa và hàng 1-2 triệu Bác nào muốn quan tâm cái nho thân gỗ thì cứ qua Zalo với em nhé Qua Zalo số điện thoại là 0969162214 giúp em Chào chào nước nhé em chào anh Trí Công Đỗ Còn đây là hàng này là hàng 1 tuổi sau khi sau khi trồng được 1 năm Trồng 1 năm các bác trồng từ cây giống 15k các bác trồng 1 năm sau Các bác có thể bán nó với giá rẻ nhất là khoảng Ví dụ như em đang bán như nhà, như nhà em đang trồng như này Em bán cái vườn này là bán với giá là 110k cái đơn từ 100 cây nữa các bác lấy đồng nghìn thì giá lại rẻ hơn một chút xíu. Từ đấy mà các bác có thể tự suy ra giá các bác trồng sau hiệu quả kinh tế của nó sau một năm thế như thế nào nhá. Cây này thì gần như là không cần phải chăm sóc nhiều, chỉ hàng ngày mình ra tưới thôi. Không phải chăm sóc nhiều thì bón phân thì cũng định kỳ một tháng hai lần. Nó không quá nhiều công chăm sóc nha mọi người nhá. Em đo thoát thân này. 20 này. 40 này. 60 này. 80 này. 90 phân. Chiều cao cây em sẽ nhận tặng mọi người trung bình sẽ là cao cây 70 phân đến 80 phân. Nhưng có những cây thì nó sẽ cao, nó sẽ cao hơn. Đấy. Nhưng mà nhận tặng sẽ là nhận tặng là 70 đến 80. Ờ, cây như này em bán là, em bán giá là 130k một cây ship từ 10 cây ạ. Cây như này em bán là 130k một cây ship từ 10 cây cho mọi người nhá. Đây là hoa của cây mộc hương này ạ. Hoa của cây mộc hương đây nhá mọi người nhá. Hoa của cây mộc hương, hoa nó màu vàng nhẹ nhàng, màu vàng nông gà lông vịt nhẹ nhàng nhé mọi người nhá. Hoa màu vàng nông gà lông vịt rất là nhẹ nhàng và gốc của nó này. Hàng em bán cho mọi người đảm bảo hai những tiêu chí sau. Hàng em giao bán cho mọi người đảm bảo tiêu chí là cây nó là cây dỡ, chuẩn giống mộc hương ta hoa vàng. Chuẩn giống mộc hương ta nhá, cam kết chuẩn giống. Hàng cam kết chuẩn giống với tiêu chí thứ hai là cây giao cho mọi người cái hàng một tuổi cây giao cho mọi người sẽ là cây không lỗi không sẹo không tật. Không lỗi không sẹo không tật nhá. Đây mọi người nhìn này, cây không lỗi không sẹo luôn. Hàng giao cho mọi người thế là cây không lỗi, không sẹo, không tật Đây em, em tuốt lá một cây cho mọi người xem Thân thẳng tắp nhá, không bị lỗi, không bị sẹo, không phải hàng chắp vá thân nếu mà mọi người cùng một số tiền như nhau mọi người bỏ ra mà mọi người mua nhầm phải cái cây lỗi tức là cây nó cứ là, cứ sẹo chằng chịt sẹo sẹo chằng chịt ở trên cây ấy. thì khi mọi người nuôi thành cây to thì nó bán sẽ không được giá nhá mọi người nhá bán đã không được giá như cây nhà em là cây nào cây nhà em là em có thể cam kết mọi người là cây không lỗi sẹo nó không bị sẹo ở cây nó không chấp vá cây không phải là cây mấu nhá cây nó không có mấu ở cây ở thân đây ạ cây các bác mua từ 10 cây giá là 130k một cây nhá mua từ 10 cây giá là 130k một cây ạ bác nào mua hàng thì qua Zalo số điện thoại của em là 0969 214 ạ đây là em quay cho mọi người xem nhá mọi người khi mọi người mua cái cây này về mọi người nhận À, mọi người mua cây này về Khi mọi người mua cây này mọi người nhận cây về Thì mọi người tuốt hết phần lá này đi cho em này Em cấu đi cho mọi người xem này Mọi người cấu hết lá đi cho em Cấu hết lá đi cho em nhá Đấy ạ Mọi người mua về mọi người cấu hết lá đi như này cho em Đấy Cấu ok đi như này cho em là xong này Đấy, xong là chỉ việc nuôi phần bóng phần tán phía trên nhá nuôi phần bóng phần tán phía trên cho cái tán nó phát ra cái tán nó phát to to ra còn phần trên phần dưới là mọi người khi mà nó cứ mọc lên lá mới thì mọi người cứ lại vặt đi cứ mọc thêm mầm mới ở cái phần dọc thân để mọi người vặt đi để làm sao để cho cây nó được một cây thoát thân đẹp đấy cùng là một thời gian chăm sóc như nhau nếu là cây một thân thì các bạn bán sẽ được nhiều tiền hơn nhé anh chỉ công đỗ ơi cây này là cây một tuổi nhanh nhá em ở xuân quan văn giang hưng yên hoặc là thọ bình tân tân Khói châu hưng yên nhá à, vườn em có em có hai cơ sở chính là ở xuân quan văn giang hưng yên và thọ bình tân tân Khói châu Hương yên nhé mọi người nhá em có cả cây nhỏ có cả cây to Trương Đình có loại là 50k không em có nha anh Trương Đình nhá Em đang có một loại uh, thanh lý giá 50k đấy anh Nếu mà anh lấy thì anh qua zalo số điện thoại của em là 0969162214 rồi em 20 này 40 này 60 này 80 này Chiều cao cây nhận tặng mọi người sẽ là cao cây 70 phân đến 80 phân Vườn em thì tại Thọ Bình Tân Dân Khói Châu Hưng Yên hoặc Xuân Quan Văn Giang Hưng Yên ạ à. Xuân Quan Văn Giang Hưng Yên hoặc Thọ Bình Tân Dân Khói Châu Hưng Yên Đây ạ à, cây rất là đẹp nha cây gốc của nó nó gốc điều thuốc cho mọi người nhá Gốc điều thuốc nhá anh Trương Đình ơi, em có cái hàng 50k, em có một loại hàng 50k nếu anh lấy thì anh qua Zalo cho em, em đang còn 100 cây hàng đấy nếu mà lấy được tất 100 cây được giá 50k. Đang có hàng đấy nhá. Đang có hàng sale. Hàng 50k đấy thì cao cây nó là 40 phân. Đang sale cái hàng đấy là 4 cao cây nó là 40 phân. Nhưng phải lấy hết một cả 100 cây thì mới được giá đấy. <laughs> em đo này 20 này. 40 này, 60 này 80 này Chiều cao trung bình nhận tặng mọi người sẽ là cao cây 70 phân đến 80 phân nhá Ngoài cái hàng này ra thì nhà em có cả hàng nhỡ, hàng choai, hàng to và hàng hàng nhỏ hơn Hàng nhỏ hơn cũng có và hàng to hơn cũng có Lát nữa em sẽ phát xong cái vườn này thì em sẽ ra cái vườn Em đang đang có một nô là 300 cây Em đang có một lô là 300 cây thì giá của nó là khoảng hơn 500k Hơn 500k, lát nữa em ra em phát cái vườn đấy ạ Mộc hương ta hoa vàng nha mọi người nhá Cam kết chuẩn giống Hoa mới nở ra nó sẽ Nhiều bác thì cứ nghĩ là nó phải vàng ửng lên cơ Thực ra cái mộc mà màu vàng ửng lên ấy Màu vàng như cái màu hút sáp của bạn trẻ con ấy Vàng ửng lên ấy Thì nó là mộc tàu hoặc là mộc lai Chứ còn mộc, mộc ta hoa vàng mà hàng chuẩn hàng Việt Nam mình ấy thì là nó là màu vàng nhẹ nhàng như này nhá Màu vàng nhẹ nhàng như này Màu vàng nhẹ nhàng thanh tao như này nhá Màu vàng lông gà lông vịt con mới lỏ Màu vàng lông gà lông vịt con mới lỏ nhá mọi người nhá Đấy Màu vàng lông gà lông vịt con mới lỏ Màu vàng nhẹ nhàng thanh tao như này nhá Bác nào quan tâm cây này thì qua zalo số điện thoại của em là 0969162214 Khi cây mới lỏ thì nó sẽ là màu vàng nhẹ nhàng như này Và khi hoa cây nó chuẩn bị hoa nó chuẩn bị tàn Thì nó sẽ chuyển thành màu trắng nhẹ nhá mọi người nhá Hàng này thì em đang bán Em đang bán giá là 150k 130k một cây ship từ 10 cây Ship từ 10 cây giá là 130k một cây Bác nào mà lấy từ đầu trăm thì giá là 110k Đấy giá là giá em bán giá Em bán giá khách cho bán báo, báo cho mọi người thì đều là báo giá công khai Và hình thức mọi người mua hàng như thế nào Thì hình thức mọi người mua hàng như sau Ví dụ mọi người chốt đơn là 10 cây Đơn hàng của mọi người là 1 triệu 300k Thì mọi người cọc cho em từ 300 đến 400k Sau đó còn lại sau khi em ship hàng Mọi người nhận hàng, mọi người thanh toán nốt tiền cho lái xe Bên em ship hàng theo hình thức là gửi xe khách Nên bắt buộc mọi người phải cọc tiền thì em mới ship hàng nhá Em không ship cốt bởi vì cây cối nó không như mặt hàng khác, nó nó rất là cồng cành, cây cối nó rất là cồng cành Tiền uh, chi phí, tiền ship của nó cũng khá là, uh, khá là cao Tức là bọn em để ship hàng cho mọi người là em vẫn mỗi một đơn em lại phải check ra một đơn cho ông xe ôm, ông chở hàng cho mọi người ra bến xe Sau đó lại chở ship xe khách cho mọi người Nếu mọi người mà không, nếu mà ship code là mọi người bom hàng em là em sẽ mất rất là nhiều tiền chi phí nên là bắt buộc là em sẽ phải thu một ít tiền cọc để làm tin để cho mọi người có trách nhiệm về đơn hàng của mọi người ấy. Nên bác nào thiện chí mua thì các bác có thể cọc tiền cho em cọc gọi một ít là gọi làm tin thôi, tức là cọc từ 20 đến 30% là được chứ không cần em không cần thu tiền cọc nhiều của mọi người. Chỉ cần cọc 20 đến 30% là được ạ. 5 cây có bán không em ơi? Anh Tú Phạm ơi 5 cây em có bán nhá. Có xem được nếu mà anh muốn muốn đến xem cây thì anh về nhà em tại địa chỉ là Thọ Bình Tân Tân Khoái Châu Hương Yên giúp em nhá. Nếu muốn xem cây thì đến địa chỉ là Thọ Bình Tân Tân Khói Châu Hưng Yên nhá. Muốn xem cây thì về địa chỉ là Thọ Bình Tân Tân Khói Châu Hưng Yên để xem cây. Cây này là cây mộc hương ta hoa vừa hoa vàng nhá. Có vườn nào cây cao 2m không em có nha anh Luân Lê Trân nhá. Em đang có một vườn cây cao 1m6 đến 1m8 giá của nó là 500 đến 550k một cây. Em đang có một vườn là giá là 500 đến 550k một cây. Đấy là giá bán, bán, sỉ nhá Chứ em chưa báo giá lẻ đâu Cái hàng đấy em tạm thời em chưa nhận đơn lẻ Hàng bán sỉ giá là 500 đến 550k Vanh của nó là 8, 9, 10 Thoát thân 40, 50, 60 Cây rất là đẹp, rất là to luôn Lô đấy lát nữa, lát nữa em sẽ phát cái lô đấy sau Em phát lô này xong thì em sẽ ra ra vườn đấy Em phát cái lô đấy Bác nào có niềm đam mê với mộc hương Muốn thử sức với cây mộc hương thì các bác qua zalo số điện thoại của em Là 0969 162 214 thôi em nhá À, uh, 126 bác đang xem live trên tiktok với mỗi bác cho em xin một tim một like vậy Ờ uh, Lát nữa em quay nhá, chờ em phát cái like này xong khoảng 10-15 phút nữa em phát cái like này xong thì em sẽ ra vườn đấy em quay cái vườn đấy cho mọi người ạ Chờ em phát cái like này xong để em ra vườn đấy em quay cho, cho, mọi người xem Lát em quay cái lô đấy, ra lô đấy vừa tầm trưa em phát một lượt rồi, lát em ra phát một lượt nữa Mộc hương ta hoa vàng nhá, hoa màu vàng nhạt, màu vàng lông gà, lông vịt con mới nở Màu vàng rất là nhẹ nhàng nhá Uh, các bác đang xem live của em bác nào mà chưa follow em thì cho em cho em xin một lượt follow. Ngoài mộc hương ra nhà em còn có hoa hồng, mẫu đơn, nhài Nhật, nhài ba lá. Có rất nhiều loại hoa liên quan uh, nói chung bác nào có niềm đam mê với cả hoa cây cảnh nhá. Uh, bác nào có niềm đam mê với hoa cây cảnh thì các bác cho em xin một lượt follow bởi vì nhà em có rất nhiều loại loại, loại uh, nhiều loại nữa không chỉ một loại mộc hương ở đâu. Đầu năm này khách mua mộc hương nhiều thì em sẽ bán mộc hương còn qua cái mùa mộc hương rồi thì em sẽ lại bán các cái dòng cây khác nữa bác nào có niềm đam mê với hoa cây cảnh thì các bác nhấn follow em để mà khi em phát like lên ấy biết đâu có những cái mặt hàng mà em cần em phát các bác lại cần thì sao đúng không ngày hôm nay mình chưa cần có thể ngày hôm nay mình chưa cần nhưng ngày mai ngày kia mình sẽ cần còn đây là cây mộc hương ta hoa vàng hàng một tuổi nhé các bác nhé mộc hương ta hoa vàng hàng một tuổi ạ hoa nó như thế này nhà em bán hàng thì cam kết chuẩn giống Cam kết chuẩn giống các bác mua hàng của nhà em chỉ cần cọc cho em 20 đến 30% giá trị đơn hàng thôi. Vì đơn hàng của các bác là 3 triệu các bác cọc cho em 1 triệu hoặc 500k cũng được, 500k ok em cũng nhận đơn. Các bác đơn hàng của các bác 3 triệu các bác cọc 500k cũng được không các bác nhận hàng các bác kiểm tra hàng các bác thanh toán nốt tiền cho nhà xe giúp em là được ạ. Hàng này em đang bán với giá là 130k một cây em ship từ 10 cây này. Thân gốc của nó gốc điếu thuốc nha mọi người nhé Thân gốc điếu thuốc và thân rất là thẳng. Cây nhà em là cây thẳng, thẳng tắp và cây không lỗi sẹo nhá. Cây không lỗi sẹo ạ. Em quay sát thân cho mọi người xem đây ạ. Cây thẳng và không lỗi không sẹo nhá. Nếu mà cùng một thời gian chăm sóc như nhau, mọi người trồng một cây mộc bụi và một cây mộc một thân thì cây mộc một thân nó sẽ sau này mọi người mà bán đi thì sẽ được giá được giá hơn nhá. Sẽ được được giá hơn cây bụi rất là nhiều. Những cây cùng một thời gian chăm sóc như nhau, cùng công chăm sóc như nhau, nếu là, là cây một thân thì mọi người bán sẽ được giá gấp 2 gấp 3 lần, thậm chí có những cây đẹp thì nó giá nó gấp 5 gấp 6 lần. Cây mộc bụi, đấy là em nói thật, chia sẻ chân thành. Em đo này. 20 này. 40 này. 60 này. 80 này. 90 phân này. Đây là cao 90 này. Em nhận tặng khách sẽ là cao cây 70 phân đến 80 phân. Chiều cao em nhận tặng khách sẽ là cao cây 70 phân đến 80 phân Nhưng có những cây nó sẽ cao hơn 80 phân Đấy, có, có những cây nó sẽ cao hơn 80 phân nhá Nhận tặng trung bình sẽ là 70 phân đến 80 phân Hoa của nó đây ạ, hoa mộc hương ta hoa vàng nhá Bác nào đang muốn thử sức, cây này là cây mộc hương ta hoa vàng nhá Đấy, nhiều bác rất thắc mắc Tại vì những bác mà các bác chưa trồng mộc bao giờ nên mà Các bác sẽ thắc mắc, một có một cái câu thắc mắc là Trồng cây mộc hương này thì bao lâu thì nó sẽ ra hoa thì cây mộc hương này em có lời giải đáp cho các bác là cây mộc hương này nó là cây ra hoa không đợi tuổi Tức là từ cái cây giống bé tí siêu như này Từ cây giống bé tí, bé tí xíu như này là cây giống 15 k đang bán bé như này nó đã ra hoa rồi Cây mộc hương thì nó sẽ ra hoa ngay từ khi nó là cây bé nó ra hoa theo mùa đấy mọi người nhá Sẽ ra hoa từ tháng 9 âm lịch cho đến hết tháng 3 âm lịch Nó ra hoa theo thời tiết cứ cứ thời tiết mà bắt đầu trở, trở mát ấy 3 tháng hè nắng nóng thì nó sẽ không ra được hoa nó ra được hoa nhưng ra rất là lác đác rất là ít ban tháng hè nắng nắng nóng gần như là không ra được hoa còn đâu bắt đầu thời tiết mà chuyển sang thu bắt là từ tháng 9 cho đến hết tháng 3 Nó bắt đầu ra hoa ra hoa 9 tháng liên tục cứ hết lứa hoa này lại kế tiếp một lứa hoa khác luôn nó sẽ mọc kiểu lối đuôi lứa hoa mới tiếp tục mọc tiếp tục kế luôn chứ không phải là đợi khi cây to nó mới ra hoa nhá từ cây bé tí xíu nó đã ra hoa rồi đây này em quay cho mọi người cây bé tí xíu đây này từ cây bé tí xíu như này nó cũng đã ra ra hoa rồi đây ạ đây hoa của nó đây nhá. Từ cây bé thế này đã ra hoa rồi mà cây này cao có khoảng 20 phân thôi. Từ cây 20 phân như này nó đã ra hoa rồi chứ không cần phải đợi cây nó to đâu nha mọi người nhá. Mộc hương ta hoa vàng. Hàng uh, mộc chuẩn mộc hương ta, chuẩn mộc hương ta nên là khi khi cây nó ra hoa nó sẽ ra hoa rất là sai. Mộc hương tàu thì nó nó rất là thư hoa nhá, mộc hương tàu thì nó không được sai hoa như mộc hương ta mình đâu. Mộc hương ta nó rất sai hoa, cứ hết một nứa hoa này là kế tiếp một nứa hoa khác. Cái hàng em xuất bán cho mọi người là hàng cao cây 70 phân đến 80 phân. Giá em bán là 130k một cây ship từ 10 cây nhá. Nhận đơn ship từ 10 cây giá là 130k một cây. Bác nào mà lấy uh, 5 cây. 5 cây ok em có thể ưu tiên nhưng giá sẽ cao hơn một chút xíu ạ. Hoa cực kỳ thơm nhá mọi người nhá, hoa cực kỳ thơm nhá. Hoa cực kỳ thơm luôn, không phải là thơm mà nó rất là thơm. Và hương thơm của mộc hương tại sao mộc hương nó nó lại được nhiều người yêu thích, nhiều người chơi như vậy? Bởi vì mộc hương hương thơm của mộc hương nó khác hương thơm của các loại hoa khác. Hương thơm của mộc hương là hương thơm mà có chiều sâu hương thơm của mộc hương là hương thơm có chiều sâu ấy giống như các bạn mà ra ngoài đường cô cũng nhìn thấy cái gái đẹp thì rất là nhiều nhưng mà có vẻ người làm mà cũng có thể làm cho các bạn thích thích được đâu <laughs> hương thơm của nó rất có chiều sâu nhé mọi người nhá em đo thoát thân này đây là em uh, quay sát thân cây nhà em đảm bảo thứ nhất giao cho bán cho mọi người cây đảm bảo tiêu chí là chuẩn giống mộc hương ta cam kết là chuẩn giống mộc hương ta tiêu chí thứ nhất là chuẩn cam kết chuẩn giống mộc hương ta tiêu chí thứ hai là cây giao cho mọi người sẽ là cây thân thẳng không lỗi sẹo không tật không lỗi sẹo nha mọi người nhá em quay sát thân ạ cây ra cây bán cho mọi người thế là cây cam kết là cây thẳng không lỗi không sẹo không tật đấy cây rất là thẳng rất là đẹp luôn bác nào quan tâm thì qua zalo số điện thoại của em là 0969 162 214 giúp em nhá 0969 162 214 ạ Nát nữa phát xong cái vườn này Nãy phát xong cái vườn này em sẽ phát một tiếp một cái vườn nữa là vườn cây hơn 500k. Chắc chắn là nhiều bác sẽ thích cái vườn đấy rất là thích cái vườn đấy bởi vì vườn đấy toàn cây hàng thao tháo thôi thế là các bác sẽ thích hơn là cái hàng này nó hơi nhỏ. Hàng này hơi nhỏ thì dành cho các bác mà phân nói chung là tùy phân khúc, mình có tiền thì mình chơi hàng to, mình uh, ít tiền thì mình chơi hàng nhỏ. Đây ạ, à, cây nhà em đây ạ, à. em cũng quay sát thân này, không lỗi không sẹo không tật nhá. Cây còn không có dị tật tí nào luôn. Bác nào quan tâm cây này thì qua Zalo số điện thoại của em là 0969 162214 ạ. Bác nào chưa follow em thì cho em xin lượt follow đi các bác ơi. Các bác nào chưa follow thì nhấn follow, bác nào mà chưa đăng ký kênh nhà em thì nhấn đăng ký kênh nhá. Các bác mà đang xem live ở trên trên Facebook ấy, em đang phát trên hai cái điện thoại mà bác nào đang xem live ở trên Facebook mà chưa đăng ký kênh nhà em thì các bác nhấn đăng ký kênh để khi mà em phát like thì các bác sẽ nhận được thông báo. Còn bác các bác nào ở trên TikTok mà chưa nhấn follow em thì cho em xin lượt follow. Nhà em ngoài mộc hương ra nhà em còn hoa hồng, mẫu đơn các thể loại nữa cơ. Các thể loại hoa nữa cơ nhài nhật nhài ba lá nhài nhật nhài ba lá mấy nữa em đánh Mấy nữa em đánh một lô nhài ba nhài ba lá về toàn cây đẹp thôi bác nào chưa follow em thì cho em xin một lượt follow để khi mà em phát lên thì các bác mà có niềm đam mê về hoa cây cảnh nhá các bác không cần mua hàng cho em các bác chỉ cần vào xem thôi và xem ủng hộ em thỉnh thoảng thả tim thả like cho em động viên tinh thần em là được chứ không cần mình phải mua hàng chưa cần mình mua hàng bác nào có niềm đam mê về hoa cây cảnh cứ nhấn follow em thì được cái thời gian rảnh rỗi mọi người vào mọi người xem ngắm xem xem em like và bán cây cho đỡ chán loại này thì loại này thì em đang bán giá là 130 k một cây ship từ 10 cây nhá loại này em bán giá là 130 k một cây em ship từ 10 cây ạ loại này em bán 130 k một cây ship từ 10 cây nhá ai quan tâm thì qua zalo số điện thoại của em là 0969 162 214 giúp, giúp em nhá Khế chua em có nhá Khế chua em có lát em quay cho Bác nào mà có nhu cầu mua cây gì mà em mà chưa có thời gian phát Bởi vì một mình em không thể phát hết được Có những cây này em bán tại cửa hàng, có nhân viên bán Thì bác nào muốn mua cây gì thì các bác nhắn qua zalo giúp em Thì em sẽ gửi ảnh cho các bác nhá Bởi vì có những mặt hàng chủ đạo Những mặt hàng mà chủ đạo thì em mới phát live thôi Những mặt hàng là chủ đạo thì sẽ phát live Còn những mặt hàng mà không phải là mặt hàng chủ đạo ấy Thì là Em sẽ chưa phát like, chưa thời gian để phát Loại lại thì em đang bán với giá là 130k một cây Ship từ 10 cây nhá Các bác mua từ 10 cây giá sẽ là 130k một cây Bác nào mua hàng thì qua Zalo số điện thoại của em là 0969 162 214 cho em nhá Hàng này em bán là cam kết chuẩn giống mộc hương ta hoa vàng Em quay lốt cái video này này Em quay xong cái video này này Em hẹn các bác 10 đến 15 phút nữa Em ra vườn em quay cho mọi người cây mộc hương ta hoa vàng Hàng Phân khúc nó lớn tiền hơn một chút xíu Phân khúc từ 500 đến 550k Hàng 550k giá cực cực rẻ luôn Giá 550k cái hàng đấy giá cực sốc luôn đấy ạ Đang đang phát cho mọi người nhá Em xin phép tắt livestream nhá Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi livestream của em nhá Em xin phép tắt like đấy ạ